Ủa, cây này nó quá. Anh ấy đầy quả được chứ, nhiều quả. Cái loại này nó nhiều quả. Được chứ, đầy quả. Nhiều quả cực luôn này. Cây rồng phải lướt hay sao mà? Đâu, đây em tỏa bóng mà lướt này. Đúng rồi, cái này phải tỏa. Không, đây là ở nhà nó chặn cái ang, đây này em thả vào lướt hay chứ còn nữa không. Đó, đó, phải tưới nhiều, tự nó hút lên. Đúng rồi, thì bây giờ mình có cái ang thấp thấp thôi. Khả năng ở đây có cây đẹp. Anh ạ. À. Khả năng có cây đẹp. Bòm đẹp quá. Ừ. Ồ, cái này săn ở đâu giỏi, chưa nhìn thấy bao giờ. Đẹp. Được. Cây vừa nãy bán cho Cương cũng được ạ. Được. Già mà. Bảo lãi luôn rồi nhưng mà chưa chịu. Muốn ăn to. Về rồi đó nhỉ? À, về rồi. Thật. Cây này mà hắn không ăn thì mẹ ăn cây này về mẹ ăn to này nhỉ, đúng không? Và cốt chậu chứ, qua em mới nhấc ra trồng lại. Được đấy. Con của đẹp. Ừ. Đóng một số tay, trong đóng bây giờ xanh chi mấy đâu nguyên bản hết. Đóng đẹp, đóng khéo đẹp, là ok. Đóng làm sao thì nó hợp lý, còn một cây nguyên bản lại không được cái ý mình. Đóng cũng là một kỹ thuật cao mà. Không phải ai đóng được đâu, và đóng phải gừa gừa. Đúng cây nguyên bản thì nó ít. Những tay nguyên bản này không theo ý mình ấy. Kiếm được cái cây mà có khẩu độ đóng vào là đẹp rồi. Cùng màu da, cùng chất liệu. Chất đẹp lắm, con này lá dày. Quả hôm qua nó quả chít chít. Cây này là bao tiền? 25 triệu. 25 triệu anh em nhá. Đấy, rất tiếc là thay ngon lành rồi. Bom làn nhá. Mũ nào đó. Không, cây này đẹp. Kể cả kích thước lẫn dáng đẹp. Bê nặng nặng tí phê. Sau xong chơi 40. Ừ. Vợ chồng đại gia kia không ấy à? Không quan tâm à? Đang lăn tăn con quê con tay chuột. Khổ quá. Cứ đổ tiền vào chỗ trúng làm gì đâu. Chỗ rẻ thì không mua. Không ngò cái duyên rồi. Khéo bây giờ cho sang đấy là lại mua. Ý ở mình không mua. Kể cả có khi mua đắt hơn đấy. Kể cả mua đắt hơn. Sở ghê đấy. Đẹp, cái si đẹp. Vòm đẹp. 0977 hay sao nhỉ? 248. 0977, 248. 497. Ừ. Được đấy, cái si được. Có khung cửa chốt hết rồi. Ngon à? Trước kiếm của người ta. Tính là anh làm ngay từ đầu. Được. Không ạ. Đấy đây chứ không coi ông là chỉ được cái cốt thôi, còn cái tay của ông với ông thì ngay từ đầu nó ông cái kia là nó cũng không được. Ai cha, có một cái chậu cổ rồi. Đây này nó chả biết là đâu là đâu. Không là đâu, nó bằng bằng như thế. Bằng. Công nhận mắt nghệ nhân. Đây này, tuyệt này. Hơi nghiêng một tí. Hơi kéo lại thì sao để cho cái đầu nó hơi cao một tí. Cái này nó nổ rõ đầu ra. Xong cái tay này mình bay ở đây là. Hai ý tưởng lớn gặp nhau. Đấy. Được đấy. Lúa non thì bao nhiêu ông? Lúa non thì 2 triệu. 2 triệu đấy, không có đảo giá rồi lại tăng giá đấy. Thay chậu ra lại tiền chậu. Đấy. Gặp cái này nó về là tạo tác cả đẹp. Chỉ mấy tháng. Qua đây. Về đây coi là về thay cái chậu là lên này thôi. Thay chậu với chỉnh lại một tí thôi. Thì mua cho nó tốt thì còn nuôi cái tài sản cũng mấy mà. Chỉ mấy tháng này. Hôm nay ông Tị nhiều hàng ghê đấy nhỉ. Đấy. Cây quái quái này chắc là nhiều tiền này. 7 triệu, nhìn kinh nhỉ. Nhìn như cục đá nhỉ. Đá trọi vào đây khéo mẻ đá nhỉ.
rối này. 5 triệu. 5 triệu. Được đấy. Ngon bổ rẻ. Cây hai thân này là cũng có công ty hay sao nhỉ? Cái này là bao nhiêu ở Thuận? 3 triệu rưỡi. Vâng, điệu đấy nhỉ? Cái này cục nàng để dưới đây đẹp. Điệu đấy. Cục nàng ở đây là nhỏ đây. Hai chân cân nhau đấy. Điệu. Điệu là già. Con này chủ trước nó đi triển lãm, thằng chục năm trước nó đi triển lãm rồi. Ở đấy. Mặt này nó mở, mặt này nó mở cây. Bây giờ nó cũng bụng thầu hết cả thế này. Đây, mình gọi anh Hải ra. Anh Hải lâu lắm bỏ chợ. Chợ nhớ anh Hải lắm. Công nhận lâu lâu không được bắt tay cán bộ nhớ, hay là chắc là đang đi du xuân, chắc phải đi chơi hết tháng riêng. Mình nhớ ông anh quá, ông anh chả chịu gặp mình. Đấy. Ai chà, có cây ổi đẹp ghê kìa. Ổi tàu, lâu lắm mới thấy cây ổi tàu đẹp. Cây này có nhiều tiền không chị? 3 triệu rưỡi. Đấy. Trong đầu là nghĩ khoảng 5 triệu, nhưng mà có 3 triệu rưỡi là mua. Mua được đấy. Yeah. Đấy. Ui, cây này quài ngoài này có một cây ổi nữa. Cây bao tiền đấy chị? Cây 5 triệu. Cũng 5 triệu. À đấy, cây 3 triệu rưỡi, cây 5 triệu. Tàu đây. Ta nó phải đắt hơn tàu chứ. Đi đi vòng ở đây phát xem nào. Ừ. Có cả tàu lẫn ta. Để vòng ở đây xem nào. Này nhiều hàng ghê đấy nha. Cái này làm thành rừng đẹp đấy. Vâng. Về lại đặt lên nguyên vị, không vấn đề gì. Nguyên bánh. Đây quả to, quả nhỏ. Đấy á. Quả ta thì quả nó vừa vừa. Quả vừa vừa. Bonsai là quả vừa hết. Góc này. Cái lá của nó rất là đẹp. Góc này. Cái lá của nó rất là vừa, nhưng mà lá nó to. Con dòng này đi ổi, tàu này là quả nó thơm. Quả cái tẹo này. Quả nó bằng con chân trái. Cây này nó quá. Anh ấy đầy quả, được chút nhiều quả. Cái loại này nó nhiều quả. Được chút đầy quả. Chút nhiều quả cực luôn này. Cây rồng ở nước hay sao mà. Không, đây em tỏ có một nước này. Đúng rồi, cái này phải tỏ. Không, đây là ở nhà nó chặt cái ang, nên em thả vào nước, nhưng mà nước không phải. Đỡ, đỡ, phải tưới nhiều, tự nó hút lên. Đúng rồi, thì bây giờ mình có cái ang thấp thấp thôi. Thế là tự nó hút lên em. Đi làm suốt cả ngày bây giờ này. Đi thời gian. Không, rất dễ sống anh. Rất dễ sống. Không, rất dễ sống mà. Không, rất dễ sống anh ạ. Nó cũng như là các cái khác. Ổi nó dễ sống nhất. Là không lại thế. Ổi nó dễ sống nhất. Cái này nó chưa quả chi chi luôn. Đúng rồi. Cái dòng của nó thì quả chi nhiều. Ngũ gia vị rắn lang này này. Ngũ gia vị trong trồng trong nhà tốt lắm. Tốt về không khí. Thậm chí là hình như là cả phong thủy cũng tốt đấy. Cái này còn dáng có thế. Người ta đã cắt lọc rồi. Để chị tiếp khách xong để quay lại. Hai cây dáng làng đẹp đây. Cây này liên hệ em Thuận theo số vừa nãy nhá. Xì đẹp, một xanh một xì đẹp. Đặt lò ế mừng. Đắt mà bán xong thì lại phải đi mua. Mà cầm cái tiền đi đi mua thì chưa chắc đã được cây đẹp. Nhưng mà đấy, cái nghề cây nó vậy. Vẫn cứ phải bán thôi, lãi là bán là. Nhiều khi mua được cái cây đẹp có thể nhân đôi nhân ba chẳng hạn. Nhưng mà lãi 500 một triệu là bán. Cặp đôi này quá đẹp. Bê dễ bưng bê. Em bây giờ chỉ có bán thôi. Chỉ có bán không mua. Lấy cả hai cây lấy tiền đồ vào mồm cái đã.
lấy tiền đổ vào mồm cái đã. Anh đang bảo là có cái nào hợp lý vào cho anh ngay. Quá nhiều. Quá nhiều. Đây đang thích mấy cái này nhưng mà không đẹp. Chậu trước cũng ok rồi đấy. Không phải nuôi thả làm gì ấy đâu. Cái này không phải nuôi thả nữa đâu. Cứ thế chơi thôi. Cháy này sao bo mới đẹp. Đấy, đấy. Nhưng mà mình nhìn vào cái chất này này. Có những cây không thể bo được. Cây này nó lại bo. Quan điểm của em là ok đấy. Đây là cây. Qua hỏi cây ở trên đấy. Rồi bao nhiêu cái đó? 350 kia. Ở đâu cây nào? Em à. Đây, à em cũng hỏi rồi. À nó cũng phôi phôi bình thường thôi. Lúc đấy thì nó bảo là khoảng 300-400 nhưng mà nó bảo báo thế nó cũng khó nên nó chắc không giao lưu. Nó bảo thẳng anh có là. Thì đấy, ý là nó ngại trả lời lúc ý. Gọi điện thì nó trả lời. Này cho đỡ đau lưng anh ạ. Cả đôi mới được. Chơi cả cặp cho nó kiểu gì được rẻ hơn. Kiểu người ta đẹp. Bên bảo đang ngày đó nhá. Rồi nhưng mà công nhận sức kia chân đẹp như thế này mà anh chị vẫn còn lăn tăn cái gì mất. Thật ra thì đúng, cháy thì có đâu có nói đúng. Có cháy. Đấy thì cháy có giá của cháy mà. Quan trọng là mình tư duy như nào. Về mình làm gì của nó. Con quay này mà nhìn cái chất cháy này thì không đáng ngại lắm. Liên hệ em Thuận đấy nha. Nên là em Thuận để ok.